Netizen Trung Quốc nhìn nhận video Việt Nam ngày nay, công nhận hay coi thường? Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề: Xin chào, các bạn có suy nghĩ gì về Việt Nam? Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc, nói gì về Việt Nam nhé? Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé! Chỉ cần đến Việt Nam, chắc chắn bạn sẽ tìm thấy tòa nhà này. Nếu để máy quay lâu hơn một giây, bí mật sẽ bị lộ phía sau. Việt Nam đẹp quá! Những ngôi nhà được xây sau năm 1979 phải không? Việt Nam bây giờ khá tốt. Thủ đô của họ cũng thịnh vượng gần như các thành phố hạng 3 của chúng ta. Khi chụp ảnh Trung Quốc phải chụp một ngôi làng trong thành phố. Khi chụp ảnh ở Việt Nam, đó phải là trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi ở vùng nông thôn Quảng Đông, thực sự ghen tị với sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Video ngắn quá nhỉ, mọi thứ Việt Nam có thể sử dụng làm video đều đã được upload bởi các bạn rồi. Đồng nghiệp của tôi kể rằng anh ấy đang đi du lịch tự lái sang Việt Nam, nhiều người dừng xe bên đường xin tiền và đồ ăn. Anh ấy ăn xong hai bữa liền bị đi ngoài, hiện tại đã lái xe trở lại Trung Quốc. Họ sẽ cất cánh trong vòng 10 năm nữa. Tất cả đều là nhà sản xuất lớn của châu Âu, châu Á và châu Mỹ tề tựu về đó. Họ không thể cất cánh được nữa, tuyến đường chính đã bị chúng ta cắt đứt. Tôi tiêu 3.000 nhân dân tệ trong 7 ngày tại phố Hoa Việt Nam. Một thị trấn của quận của tôi được chụp ảnh rất đẹp, có chút phong cảnh. Nếu tôi không sống ở đó vào lúc đó, tôi có thể đã tin điều đó. Lưới điện miền Nam Trung Quốc sẽ được bật lên. Chào buổi sáng Việt Nam. Đã đến lúc cắt điện và tín hiệu điện thoại di động của họ, chúc Việt Nam ngủ ngon. Tôi đang đi công tác ở Việt Nam, tan sở vào lúc tối muộn khi đang đi bộ về nhà, thì bất ngờ có hai người bước ra hỏi mượn tiền để tiêu. Sau nhiều thập kỷ phát triển hòa bình, nếu thậm chí không có một vài tòa nhà đàng hoàng, bạn cũng có thể sẽ mua một miếng đậu phụ và bị đánh. Video rất hay để thực hiện cuộc gọi của Tân Hoa xã. Rất tốt, nó đã bắt kịp các thành phố cấp 3 và cấp 4 của chúng ta. Việt Nam, một quốc gia phát triển ở châu Á, mong muốn ngày càng tốt đẹp hơn. Khi các bạn Việt Nam ngừng xuất khẩu lao động ra nước ngoài thì các bạn sẽ thực sự phát triển. Dù sao thì thực sự có rất nhiều người Việt Nam trong các nhà máy của chúng tôi và cũng có rất nhiều cô gái Việt Nam trong các quán ăn dành cho người lớn. Tôi hy vọng họ sẽ nhìn nhận sự phát triển của mình một cách hợp lý. Bây giờ chúng ta cần bằng chứng để khôi phục lại vinh quang. Việt Nam và Nhật Bản là những nước có nhiều khả năng bị đánh bại nhất. Nếu so sánh Hàn Quốc và Việt Nam thì tôi nghĩ Hàn Quốc tốt hơn. Trước mắt 65% ở Việt Nam đều như video này. Tòa nhà của họ trông rất mới chỉ vì không có tòa nhà nào có tuổi đời hàng thế kỷ. Ồ không, không có tòa nhà nào có sức ảnh hưởng trong khoảng 60 năm qua. Tôi nghĩ đến cảnh quay bằng máy bay không người lái ở khu đô thị của chúng tôi, một nơi nhỏ bé và hỏi tại sao thời lượng video không thể dài hơn. Vì nếu quay lại, bạn sẽ phải quay cảnh tôi đang chăn bò trên núi. Video này đã được chỉnh sửa ở nhiều lần. Nhà tôi ở ngay biên giới Việt Nam. Những vùng nông thôn miền Bắc Việt Nam cũng giống như những vùng phía trước video. Tôi đến đó và chỉ đi để chụp ảnh những tòa nhà. Họ đang phát triển tốt. Nó đã bắt kịp một số thành phố cấp quận của chúng tôi. Tôi muốn định cư tại Việt Nam, làm thế nào để có được quốc tịch Việt Nam nhỉ? Tôi không biết. Bạn đã tìm kiếm trên Douyin chưa? Sẽ có ai đó sẽ giúp bạn. Thành thật mà nói, quận lỵ không thể so sánh được với họ, nhưng một số thành phố cấp quận phát triển tốt như An Ninh cũng gần như thế này. Tôi e rằng bạn chưa từng đến một số huyện ở Chiết Giang hay Giang Tô phải không? Việt Nam chỉ có thể phát triển nếu đối mặt với vấn đề phát triển mất cân bằng. Trong khi thành phố Hồ Chí Minh được nhắc tới hàng ngày, thì những vùng lạc hậu hoàn toàn bị bỏ qua. Tôi nghe nói Việt Nam đang bắt đầu đô thị hóa trở lại. Chào buổi sáng Việt Nam. Ghen tị, những tòa nhà xa xa phía sau rất đáng suy ngẫm. Đừng nghĩ rằng ở Việt Nam chỉ có 5 đô thị và không phải toàn là nhà cao tầng. Còn lại là những ngôi nhà gỗ nhỏ ở vùng nông thôn miền núi. Vẫn chưa được đấu thầu và họ chỉ có 2 tàu điện ngầm. Các tòa nhà cao tầng trước đây đều được xây dựng ở Trung Quốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Vân Nam, thậm chí không biết có bao nhiêu tòa nhà đã được xây dựng trong quá khứ. Họ xứng đáng là quốc gia phát triển đầu tiên ở châu Á. Được rồi, ngày mai tôi sẽ đi du lịch, chào buổi sáng Việt Nam. Việt Nam mới đô thị hóa. Người bạn cũ của tôi đến từ Quảng Tây sẽ cho họ 28 giờ để giúp họ đô thị hóa. Tuyệt vời, sắp đuổi kịp quê hương ta rồi. Chỉ có 3 đô thị cấp 3 nội địa ở Việt Nam làm được điều này. Thành phố Hồ Chí Minh tương đương thành phố loại 3 thôi. Hóa ra bạn đang làm du lịch, tôi nghĩ Nam Ninh, Quảng Tây tốt hơn Việt Nam. Tất nhiên, đất nước chúng ta tốt hơn, nhưng tôi chỉ muốn ra ngoài và nhìn thế giới bên ngoài. Chúng tôi bắt đầu thị trường này,
vì giá du lịch ở đây thực sự không đắt so với các nước khác, phong cảnh du lịch không tệ và tỷ giá, hiệu suất tương đối cao. Thành thật mà nói, GDP của Quảng Tây cao hơn Việt Nam. Quảng Tây nên được gọi là khu tự trị thì hơn. Thật sự rất khó để thuyết phục được đồng bào Quảng Tây và chuẩn bị cho cuộc chiến lâu dài, thà đánh xong một lần và mãi mãi, càng sớm càng tốt. Cả nước họ không thể so sánh với Thâm Quyến. Nơi đó chỉ tốt hơn một chút so với những thị trấn nhỏ của chúng ta ở đây. Có lẽ họ có rất nhiều thành phố khác nữa. Phát triển khá tốt, nhưng họ vẫn cần phải chăm chỉ. Khi phát triển tốt, hãy xem ai sẽ ngăn cản những gì đã đạt được. Vâng, họ tương tự như thị trấn nhỏ của chúng tôi ở Trùng Khánh. Dù có tốt đến đâu cũng không bằng quê hương ta. Thành thật mà nói, nhiều người đam mê du lịch trong nước sang đã đóng góp rất nhiều cho họ. Những nơi này có tồn tại ở Việt Nam không? Nếu tôi chưa đến Việt Nam, tôi sẽ không tin điều đó. Thật sốc, Việt Nam đang phát triển nhanh chóng, và trình độ kinh tế của thủ đô Hà Nội đã ngang bằng với Nam Sung, Tứ Xuyên. Tôi muốn định cư tại Việt Nam, làm thế nào để có được quốc tịch Việt Nam? Cho dù nó được xây dựng tốt hay đẹp đến đâu, một số thứ không thể thay đổi được nếu chỉ dựa vào những thứ này. Nó tương tự như quận của chúng tôi. Lý do chính là vì quận của chúng tôi là một quận nghèo được nhà nước chỉ định. Ngoại trừ thành phố Hồ Chí Minh, bạn có thấy những nơi khác trông quen thuộc không? Tôi nghe nói Hồ Chí Minh chỉ có vài dãy nhà có thể sử dụng được. Không phải là tôi chưa từng đến Việt Nam. Dù chụp ảnh một số khu giàu có nhưng 90% còn bẩn, bừa bộn, thậm chí còn tệ hơn cả làng quê của chúng ta. Đừng để họ đi đến biên giới. Họ vẫn lừa chúng ta đến đó. Hãy nhìn vào cuộc nội chiến của họ. Đây có phải là hiện trường không? Chúng tôi ở Trung Quốc có tư tưởng khép kín. Chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra ở Việt Nam. Chúng ta cũng có miền núi, đừng cười nhạo người khác. Do hành vi cố gắng kiếm sống của một số người, đầu tư nước ngoài đã rút khỏi Đông Nam Á. Trong số đó, đầu tư nước ngoài đã tham gia vào lĩnh vực bán dẫn tại Việt Nam. Thật đáng tiếc khi video này đã ghi lại tất cả những địa điểm có thể sử dụng và gộp lại, thì chúng không thể sánh được với sự sang trọng của một trong những thành phố hạng nhất của chúng ta. Tôi tin rằng video của bạn đã được quay ở mọi nơi có thể trên khắp đất nước. Nhưng ở Trung Quốc, nếu bạn đặt một thứ gì đó có thể cho vào video, thì phải mất ít nhất 3 hoặc 4 giờ mới đầy đủ. Tôi không ghen tị. Trung Quốc có tất cả mọi thứ. Còn tốt hơn khi được sinh ra ở Trung Quốc. Đó là điều tôi tự hào nhất. Chúng ta còn có tuyết nữa. Hãy thực hiện một số nghiên cứu khoa học phổ biến. Việt Nam có dân số 100 triệu người và GDP chưa đến 3.000 tỷ nhân dân tệ nữa. Việt Nam phát triển quá nhanh. Trông chờ người dân của bạn. Chúng tôi không muốn sự trỗi dậy của các nước nhỏ, mà là muốn thấy phẩm giá của những người dân nhỏ bé. Đừng để bị đánh lừa bởi video. Hơn chục năm trước đúng là Việt Nam không bằng Trung Quốc. Ưu điểm duy nhất là có thể đáp ứng được sở thích nhỏ của một số nam giới và giá cả phải chăng. Với sức mạnh của cả nước, tôi nghĩ họ tương tự như đường sơn của chúng ta, nhưng công nghiệp nặng không bằng đường sơn của chúng ta. Cứ so sánh với Nam Ninh đi, đừng hỏi tại sao, vì chúng ta là đối thủ cũ. Manila, thủ đô của Philippines, cũng là một tòa nhà chọc trời như vậy. Tôi hỏi các bạn, nếu Việt Nam giống như Quảng Tây trông như thế nào, Việt Nam sẽ như thế nào? Ngoại trừ Trung Quốc, không có nước láng giềng nào khác là nước phát triển cả. Họ chỉ có thể run rẩy vì sợ hãi. Qua các bình luận của netizen Trung Quốc về Việt Nam, có thể kết luận rằng quan điểm của họ khá đa dạng, nhưng chủ yếu mang hai thái cực chính. Một bộ phận netizen Trung Quốc thể hiện thái độ tự cao, cho rằng sự phát triển của Việt Nam chỉ ở mức tương đương hoặc thấp hơn các thành phố hạng 3, hạng 4 tại Trung Quốc. Họ thường so sánh Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với các quận nhỏ hay làng quê ở Trung Quốc, thậm chí cho rằng các thành tựu của Việt Nam là bình thường hoặc đã cũ. Một số còn có cái nhìn tiêu cực khi nhận xét về đời sống và các khu vực nông thôn tại Việt Nam, cho rằng nó vẫn còn kém phát triển và không thể sánh được với Trung Quốc. Tuy nhiên, có một bộ phận khác lại thể hiện sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ trước sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam. Những người này nhận thấy Việt Nam đã đạt được những bước tiến lớn, không chỉ ở khía cạnh kinh tế, mà còn cả trong các dự án xây dựng và cải thiện cơ sở hạ tầng. Một số còn bày tỏ sự ghen tị trước sự phát triển của Việt Nam, hoặc mong muốn được sinh sống tại đó. Tóm lại, quan điểm của netizen Trung Quốc về Việt Nam thể hiện một sự mâu thuẫn, vừa đánh giá cao sự phát triển nhanh chóng, lại vừa cho rằng Việt Nam vẫn còn nhiều điểm yếu so với Trung Quốc. Điều này cho thấy một thái độ phức tạp, phần nào phản ánh cảm giác chủ nghĩa dân tộc cực đoan của họ. Nhưng đồng thời cũng có sự công nhận về tiềm năng và những tiến bộ rõ rệt của Việt Nam.